theo thầy thì ăn chay nó có phải là một cách để mà tu hay không, và nó có ảnh hưởng thế nào với sức khỏe, với cái kinh nghiệm của thầy? Thì thưa quý vị, riêng cái câu hỏi của anh Trường thì thưa là ăn chay cũng là một phương thức để tu hành. Bởi vì ngay khi mà mình ăn chay đó thì những cái món ăn đó nó rất là thanh khiết. Những cái món ăn đó đa phần là những món ăn là thực vật, thực phẩm từ thực vật mà đến, từ thiên nhiên mà đến là chính, cho nên nó cũng sẽ giúp cho cái cơ thể của mình nó nhẹ nhàng và thanh thản. Và người ăn chay thì khi mà thiền tọa hay là trì kinh trì chú thì nó sẽ giúp cho mình rất nhiều cái năng lượng thanh tịnh. Đó là một cái thân thể của mình được nuôi dưỡng bằng những cái chất liệu rất là thiên nhiên, thì nó sẽ làm cho mình cũng rất là dễ hòa nhập với cái sự tự nhiên của đời sống tâm linh, cho nên rất là ích lợi cho cái sự tu tập về sức khỏe và tâm linh là phải nói rất là tốt. Còn riêng về cái sức khỏe, về ăn chay mà có sức khỏe về cho cơ thể hay không á, thì ngay bây giờ ngày nay đó thì khoa học đã chứng minh rất là nhiều rồi, có rất nhiều cái sự nghiên cứu và có rất nhiều cái sự công bố rằng là ăn chay rất là có ích lợi cho sức khỏe. Nó giúp cho chúng ta rất nhiều. Điển hình như quý vị thấy là những người ăn chay trường họ vẫn khỏe mạnh, thậm chí là có người thọ rất là lâu nữa. Nhưng thưa thầy, vấn đề ăn chay trước khi mà vấn đề đi tu hành thì nó có đi ngược lại với cái bản năng của con người không, khi con người cần có đầy đủ mọi cái chất khác, đạm, động vật vân vân, thưa thầy ở góc độ đó thì nghĩ sao? Dạ thưa anh á, tôi nghĩ rằng là ăn chay nó không phải đi ngược lại với cái quy luật tự nhiên, mà đúng ra nó đi thuận với quy luật tự nhiên đó, đúng hơn chứ. Đó, bởi vì rằng là ai nói rằng là trong tất cả những cái thực phẩm đến từ thiên nhiên đó là không có đầy đủ những cái chất liệu cần thiết cho cơ thể con người đâu. Rất là nhiều cái chất, và chẳng qua là chỉ chúng ta không biết cách ăn chay thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta ăn chay về mặt thực phẩm mà chúng ta biết cách đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là không những là nó vừa có tác dụng giúp cho cái thân thể chúng ta nhẹ nhàng, làm cho tất cả những khí huyết của chúng ta nó được thanh lọc nhiều hơn nhé. Chương trình Phố Bonsai TV cũng như là Việt Quyết Ly đang phỏng vấn thầy ở ngay trong nhà hàng Zen. Xin được câu hỏi với thầy là ăn chay, tuy nhiên là sao mình thấy trong một số nhà hàng trên thực đơn của họ thì chúng ta thấy ăn chay nhưng mà các món ăn thì đặt những cái tên rất là hấp dẫn như là cơm gà xả ớt hay là cơm nướng sườn ram hay là cơm nướng thập cẩm gì đó, thì theo thầy thì cái đó nó có phạm vào cái vấn đề tâm lý trong vấn đề ăn chay không thầy? Cái câu hỏi của anh Lân thiệt là phong phú á. Thật ra cái câu hỏi của anh Lân là cũng có rất nhiều Phật tử hỏi như vậy. Thì thật sự ra trong một số cái sinh hoạt mà những cái buổi tiệc chay chúng tôi đã từng đặt lại những cái tên của những món ăn chay. Thì thật sự là cái nguyên nhân từ đâu mà có những cái tên gọi đó thì chúng tôi nghĩ rằng là chắc ai cũng biết là ở cái chỗ là vì con lâu nay á, những cái món ăn á nó đã từng có những cái tên gọi như vậy rồi. Có lẽ rằng là một cách rất là tự nhiên, những cái nhà hàng là những người chủ đó họ đặt ra những món ăn như vậy, nó có vẻ quen thuộc và dễ cho người ta hình dung cái món ăn nó như vậy. Chứ thật sự ra những cái yếu tố mà làm nên những cái món ăn đó tù trung thì cũng từ đậu nành, phù trúc với tàu hũ mà ra hết trơn à. Nhưng mà làm cái hình dáng như vậy á là vì để muốn có một cái hình thức cho người ta cảm thấy là dễ chịu. Tại vì có rất là nhiều người vẫn còn có cái thành kiến là ăn chay với ăn mặn, hay là bởi vì ăn chay là có vẻ cái gì đó rất là khổ hạnh, và ăn mặn là có chuyện đó là thuận với cái tự nhiên, giống như câu hỏi của anh Trường vừa mới hỏi. Còn những cái tên gọi thì thưa quý vị chắc chúng ta cũng không có nên đặt nặng lắm, vì nó cũng chỉ là một cái danh từ để gọi một món ăn thôi. Chúng ta không nên đặt nặng cái vấn đề là cái món đó được làm bằng cái chất gì mới là điều. Tuy rằng là các cái món đó là làm được từ những cái thức ăn mà không phải là từ động vật, nhưng mà với những tên gọi như vậy và những cái hình dáng như vậy thì nó có một cái chủ ý là muốn gợi ý cho người ta thấy là đây là những món ăn từ động vật. Như vậy nó có cái sự gợi ý đó, nó có là phạm vào cái giới sát sinh không thầy? Dạ thưa, phạm vào giới sát sinh hay không á thì cái điều này chúng ta còn phải xét lại. Nhưng mà ngay trên cái hành động để làm ra những cái món ăn đó, thầy chỉ nói đây là hành động thôi, làm ra những món ăn đó là không có một cái hành động nào mang tính sát sinh cả. Và chúng tôi nghĩ rằng ở một cái góc độ nào đó, cái người mà làm nên món ăn á thì họ cũng không có đặt nặng cái ý nghĩ là nghe cái tên đó là phải sát sinh cả. Nghe cái tên đó là phải sát sinh, chẳng qua người ta đặt một cái tên để nó cho người ta gọi cho nó dễ, và nó có thể rất là quen thuộc và dễ thôi, nó chỉ là một cái danh từ thôi.
chứ chúng tôi nghĩ rằng á, thì về mặt mà cái tại vì cái vấn đề sát sinh là vấn đề tạo nghiệp, nhưng mà những người làm nên những cái món đó họ đâu có tạo nghiệp đâu, ngay khi làm thôi là người ta cũng nghĩ là tuy là mình làm cho nó giống như vậy, nhưng mà thật sự là họ cũng gửi tất cả những cái từ tâm và cái niềm vui trong khi làm món chay. Quý vị mà có dịp mà đi phỏng vấn những cái nhà đầu bếp mà nấu chay đó, quý vị sẽ thấy rằng là chúng tôi cũng có tiếp xúc một vài vị đầu bếp nấu chay đó, giỏi của những nhà hàng đó, thì khi mà họ nấu những cái món chay như vậy họ cũng có một cái nguồn an lạc vui tươi lắm, nó khác với những cái người mà đầu bếp mà nấu những món mặn. Và cuối cùng thì chúng ta cũng thấy rằng là thầy Phước Niệm mà một vị tu hành, nhưng phong thái cho tới cái sự tính lặng của thầy phần nào cũng ảnh hưởng bởi cái vấn đề ăn chay, chúng ta thấy thầy rất là mạnh. Và xin thầy cuối cùng là thầy có dùng gọi là dược phẩm hay là mỹ phẩm không mà sao da thầy đẹp? Dạ thưa, dạ không. Thật sự ra quý vị muốn giữ gìn mà cái vẻ mà tươi mát ở trên gương mặt của mình, chúng tôi đề nghị quý vị mỗi buổi sáng đó, là sau khi thức dậy đó, nếu quý vị có hành trì một cái pháp môn của bất cứ một tôn giáo nào, quý vị cứ hành trì. Nhưng mà sau khi quý vị hành trì rồi là quý vị nên tự mình massage cái gương mặt của mình. Tức là mình dùng hai cái tay mình sát thật nóng rồi mình xoa lên toàn mặt của mình. Mình xoa mặt đó, tức là mình tự mình mà khi như vậy theo cái môn gọi là y học về diện dẫn á, thì khi mà chúng ta massage, chúng ta làm nóng gương mặt của mình á, là chúng ta cũng đang đả thông kinh mạch cho toàn thân của mình. Đó cũng là một cái điều rất là tốt và nó giúp cho chúng ta bớt cái stress nhiều. Chúng ta massage gương mặt của chúng ta, xoa cái đỉnh đầu như này. Và thầy làm điều đó hầu như là mỗi buổi sáng sau khi tụng kinh ngồi thiền á, là bao giờ khi xả thiền bao giờ mình cũng xoa cái gương mặt của mình. Đó, mình xoa trong bao lâu thầy? Trong vòng 5-10 phút gì đó. Xoa đó, mình đã thông kinh mạch như thế này, rồi mình xoa cái đỉnh đầu của mình, xoa cái óc này. Thì đó là phương thức mà quý vị có thể ngừa được những cái chứng bệnh mà nó rất là gần gũi với chúng ta, như là những bệnh cảm cúm, đau cổ, nhức đầu gì đó. Chúng ta có thể xoa như thế này, xoa này. Trong cái phương pháp mà xả thiền đó, thì có cái này. Tức là khi mình xả thiền á, thì mình cũng có một vài động tác là mình tự điều hòa cái thân thể của mình bằng vài cái hành động. Hít thở, trước tiên là hít thở sâu, và hít sâu và thở ra dài. Và sau đó là chúng ta tự xoa lấy, tức là mình tự chăm sóc, dùng đôi tay của mình để chăm sóc cái gương mặt của mình và để chăm sóc cái sức khỏe của mình. Nhưng mà gần đây thì rất là cái phần mà đông y học Việt Nam á, mới nghiên cứu ra một cái môn mà chúng tôi thấy rất là hay, đó là môn gọi là bấm huyệt diện chẩn. Tức là trên cái gương mặt của mình, chúng tôi đã từng thấy những cái hình đó do vị lương y Huệ Lộc á, cung cấp cho đó. Thì trên cái gương mặt của chúng ta nó cũng hàm tàng tất cả những cái huyệt, mà những cái huyệt đó nó có khả năng đã thông hết toàn thể cái kinh mạch của thân thể mình. Và sở dĩ chúng ta tại sao mà bệnh là bởi vì kinh mạch của chúng ta không có được lưu thông, khí huyết chúng ta không có lưu thông thì chúng ta sanh ra bệnh mà thôi. Cho nên chúng ta chỉ cần biết giữ làm sao mà cái cơ thể chúng ta nhẹ nhàng thanh thản, khí huyết chúng ta được lưu thông bằng một vài cái thì chúng ta có thể tự làm. Và nếu mình làm điều á, quý vị cứ thử làm đi. Nếu người nào mà thường xuyên massage gương mặt của mình mỗi buổi sáng, bảo đảm người đó rất ít thứ nhất là mụn cũng không có này, nước da sẽ lúc nào cũng hồng hào và tươi mát. Mà nếu quý vị massage cái đầu á thì nó làm cho quý vị không bao giờ bị stress. Buổi sáng mình nhớ mình làm như thế này, là mình là có làm việc căng thẳng, nhưng mà quý vị hít thở và quý vị xoa cái đầu của mình hoặc xoa cái óc là chứng nhức đầu, chứng stress nó cũng sẽ giảm được rất là nhiều. Thì nhân cái buổi ăn chay với các bạn hôm nay thì rất mong rằng là mọi người đều có qua cái câu chuyện này thì mọi người có thể tự chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn, chứ đừng để khi bệnh rồi mình mới đi gặp bác sĩ thì thiệt là phiền. Cảm ơn thầy Tuấn Điệp. Xin chào Phú Sa TV.